lý giải bằng thì tự nhiên cơ thành ra để không nói được nhiều cả, nhưng để nói này Dạ. để tin rằng ba tánh sẽ hiểu. Nén hương bay khắp ngàn thu để cần hương khói đi qua cúng chùa, tại vì lạc lối đường đi để còn vướng bận mới qua sương mù, để cầu ba tánh chúng sanh cùng nhau khấn nguyện cho xong kiếp này, ngày gần bá tánh từ bi cùng nhau thức dậy nơi xây dựng này, che ngang khắp khối từ Cháu, cháu, cháu thầy không lại. ơi, không đây nè cháu ơi. Ủa? Ủa? Ủa ngôi miếu này ở trong rừng mà ta? Chào cả nhà, giờ chào cô chú anh chị các bạn trong lòng mạng trong ngoài nước. Con chúc nhà có ngày mới luôn vui vẻ và sẽ phải bình an. Thì không dài mưa hoài à, con không có đi quay cho cả nhà mình xem được. Thì hôm nay cô chú anh chị các bạn luôn theo dõi Vũ Ca nha. Thì mấy ngày hôm qua thì cả nhà cũng biết có nhiều chuyện xảy ra đến với Vũ Ca lắm. Vũ cũng nghĩ là đó là sự mình thiếu nợ người ta. Thì người ta luôn luôn lúc nào là có một cái mua đồ gì đó, nói chung là không thể nào diễn tả được. Tại là lỗi lớn nhất là do Vũ. Nếu như mà con biết trước được anh Vũ thì chắc chắn con sẽ không cho anh con vào kênh của con đâu. Tại vì là họ đã vào người anh con rồi. Thế ra bây giờ là nói ai nói gì cũng không nghe cả. Nói chung là ai nói gì họ cứ suy ra là mình đúng cả. Nhưng mà Vũ sẽ cố gắng chuộc lỗi về bản thân của Vũ. Vũ đã cho anh mình vào đó là một con đường rất là sai lầm. Không phải mà Vũ ích kỷ, do là cả nhà cũng như cô chú cả nhà cũng biết đó, do là con không biết sao mà diễn tả được hai từ là chia cách đó. Tại vì họ là luôn luôn lúc nào là cũng muốn, không muốn là cho hai anh em hòa đồng cả. Không có muốn đâu. Do là đến nước này thì con cũng chấp nhận thôi. Con thì cũng ngày nào cũng cũng kinh. Nói chung là cố gắng học thuật để giúp được anh mình thôi. Chứ họ nói, nhiều khi họ nói những cái câu mà tế nhị có, nó đi vào cuộc sống mà kiểu như là họ quá cái con đường mà nó nhiều chuyện đó nha. Hay từ trước đến giờ Vũ Ca làm video lần đầu tiên thấy hương linh mà họ nhiều chuyện, mà họ ganh ăn thích ở như vậy luôn, con cũng chả hiểu được. Thì con thì cũng không nói nhiều được nữa, tại vì là con cố gắng mở lòng cũng như là mở cánh cửa thật lớn để đón chào bé sữa. Nói chung là con thì ai nói thì bây giờ là con sẽ cố gắng tịnh tâm thôi cái nha. Chứ nói ra rồi nói này nói kia nhức đầu lắm. Tại vì anh Vũ thì cũng đã nói trước cho con biết về chuyện này, thì con cũng rút ra kinh nghiệm của mình cũng như là bài học. Thì trước hết thì con mời cả nhà cùng những mấy đứa nhóc, tại vì là lâu rồi cũng chưa gặp mấy đứa nhóc nữa, con cũng nhớ nữa. Đúng, giống hơn cả nhà cũng nhớ đúng không? Thì đúng hay sai thì hai bên gia giác đều biết rõ, củ quyền thất tổ đều biết con cháu mình làm đúng hay là làm sai thì sẽ dạy bảo thôi. Con biết nói với cả nhà cũng giống như là nói sao ta. Đây Vũ suy nghĩ nói gì ta. Rồi không, bây giờ sẽ bắt đầu nghi thức thôi. Bây giờ ai nói gì mà kệ nha cả nhà. Rồi con mời cả nhà.
Cái gì con? Mấy nay con nợ thầy đến đây học kinh, thầy đừng có giận các bạn con nha thầy. Con đợi thầy nha. Ủa, sao ba cái nhang cục ta? Mà quên nữa, con quên nói với cái nhà nữa. Thì con cũng cảm ơn thầy thích. Có tiếng gì con? Thì con thì cũng cảm ơn thầy thích Pháp Hòa đã tặng cho con một cái cuốn chia sẻ từ trái tim. Thì con cảm ơn thầy rất là nhiều nha thầy. Con đã học được rất nhiều về lời nói. Và nói chung là con học rất là nhiều thứ về thầy. Con nói chung là con hâm mộ thầy rất là nhiều. Con cảm ơn thầy. Thì con nhớ bài giống như là cái câu nói là người ta mắng chữ mình, mình nghe mình hiểu không? Hiểu. Nhưng mà tại sao mình nhịn được? Tại mình tu. Mình tu mình đâu có ngu đâu mà người ta chữ mình không biết. Tại chị nó móc tôi hiểu nhưng mà tôi tu tôi nín. Thì con thì rất là nhớ cái câu đó hoài luôn á. Nhưng con sẽ cố gắng đọc từng chi tiết không bỏ trang nào. Con cảm ơn thầy. Thầy hôm nay không đây nè cháu ơi. Ủa ngôi miếu này ở trong rừng mà ta. Đây con nhớ là hình như ở trong sao con nói nhớ ông rồi mà bây giờ con con không biết ông là ai mà đang nói chuyện với con nhỉ? Ông là một thằng trong ngôi miếu nè, con không nhìn thấy hả? Ông bị anh của con hại đất ông nội này đó con ơi. Tiếng nói ra dài dòng lắm con ơi.
anh của con nghe lời dạ. quỷ làm cho ông ra nông nỗi này không có nơi mà ở luôn con ơi. Anh con lấy một thứ cái gì? Con anh của con đập phá ngôi miếng này rồi đè xuống xây lên đó con ơi, nhưng mà ông không chịu như vậy được. Trời ơi, trời. Tại vì ông ở như vậy quen rồi. Năm môi hoặc năm môi là hoặc năm môi hoặc ông ơi, cho con xin lỗi ông nha ông. Chắc là do anh con không biết nên là phá ngôi miếu ông rồi làm như vậy, con xin lỗi ông nha ông. Con ơi, ông bây giờ lạnh lẽo, con ơi. Nhưng mà có xây lại ngôi miếu cho ông rồi mà ông. Ngôi đó bây giờ thờ ngã quỷ rồi, đâu có thờ ông nữa đâu con ơi. Con ngôi mà nếu như ông mà không tu là bé cổ nó chết rồi đó con ơi. Con là anh con nói gì hả ông? Ông biết con rất thương anh mình, nhưng người nào làm thì người đó chịu thôi con ơi. Tại vì bề trên đã biết hết rồi, con đừng có lo về chuyện đó. Tốt nhất là bây giờ con phải giải cứu cho ông liền nhanh lên con ơi. Môi là Phật, môi là Phật. Môi là Phật. Ông ơi, có gì ông tha cho anh con nghe ông. Tại anh con bây giờ ông phải như hồi trước nữa. Quá trễ rồi con ơi. Nếu như xuôi dòng thì đâu có chuyện này đâu. Bây giờ người đời nói ngôi miếng đó là của ông, nhưng thật chất đó là thờ quỷ thôi, không dạ. Thờ ông. Ê, nếu như thật sự con giúp được ông cứ tặng cho con một khóa nhạc, con có chịu không hả con? Không quên nữa, à, con mời ông dùng bánh với nước nha. Mà con có trà. Nhưng mà làm sao giải cứu ông đây hả ông? Con ơi, ông biết ngã quỷ hoặc là muốn kế, nhưng ông sẽ khiến con đi đến nơi đó. Con cứ yên tâm nha con. Dạ, cho con xin lỗi. Lần sau con cũng cá lóc với chú cho ông nha con. À, anh Vũ, anh ơi, nguyên nhân như vậy là sao anh? Mà trong khi đó là ngôi miếu giờ mới rồi mà. Để chào thiếu gia nha thiếu gia. Lần trước để cũng mới nói nhiều lần rồi, thiếu gia còn nhớ không? Thì hôm đó đã lấy một thứ con ngã quỷ, nên họ đi theo pháp phái liên lụy thiếu gia luôn đó. Dạ. Đệ thắc lỗi với lão tổ rồi, nếu không ngại hãy vào ngôi miếu của đệ nha. Ông ơi, bây giờ ông nghe lời anh Hữu giùm con nha. Bây giờ ông ở ngách một bên ngôi miếu cũng được, hoặc là ở trong miếu cũng được nữa. Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Bây giờ lão sẽ ra ngoài đợi nha. Thôi ta đi nha con. Thiếu gia ơi, đợi đệ một chút xíu nha. Dạ dạ. Đến ngay. Thiếu gia ơi, để đến ngồi đây. Thiếu gia cũng đã nhìn thấy hổ thằng thì có chuyện lớn rồi thiếu gia. Trời, chuyện gì nữa đây? Dạ em nghe anh Gù ơi. Thiếu gia, từng có nghe con này chưa? Bắc thì có thằng Linh, sông thì có Hà Bá. Thiếu gia phải hiểu rằng không có hổ thằng thì cũng không có Bắc thằng đâu. Nhưng mà em muốn rằng anh em nói về chuyện hơn. Ngày cần cho thiết gia rồi đúng không?
Nhưng mà mấy đứa nhóc đâu hả anh? Giờ cũng tạnh mưa rồi. Không đâu thiếu gia, một lát nữa sẽ mưa thôi. Mà thiếu gia ơi, đừng đồ lo chuyện má tấm nói này nói kia nữa được không? Dạ. Kể khỏi nhà thiếu gia, ai chửi mắng thì kể không? Phủ quyền dạy cháu từ bi, dạy thông hỷ xã đi qua chữ từ. Nhiều từ hỷ xã từ bi, đừng nên trách móc mình chưa hiểu gì. Nhưng mà anh ơi, bây giờ có cách nào mà cho anh giảm kia được không anh? Chứ em thấy anh vậy mang nợ rất là nhiều thứ luôn. Đã biết anh là người âm thầm như vậy rồi, nhưng bây giờ còn dính vô cái chuyện này nữa. Thì giờ mới có cách, nhưng để nói cái này thiếu gia phải giúp đỡ nha. Thiếu gia là cách gì hả anh? Thiếu gia ơi, cô biết làm nhang không hả thiếu gia? Chỉ có cách đó mới giúp đỡ thôi. Làm nhang hả? Làm nhang là sao? Nhang đốt này hả? Phải là nhang đó thiếu gia. Nhưng kiếp nạn này để không biết khi nào trả hết được. Thiếu gia và bá tánh cùng nước đệ nha, được không hả thiếu gia? Dạ không, bên trên em như là cái này chắc người ta làm bằng máy á, chứ đâu phải mà làm tay đều gì đâu. Thiếu gia ơi, chỉ có cách này mới giúp cho đệ được đầu thai thôi thiếu gia. Chỉ có nghe khói này mới giúp được thiếu gia, hãy nhớ nha. Dạ thầy ha anh ơi, thầy ha là còn cách này nữa. Thiếu gia ơi, cho đệ xin phép cùng trò chuyện với ba tấm được không hả thiếu gia? Dạ có. Vậy anh nói nè anh, ba tấm đang ở đây luôn á. Thiếu gia ơi, đệ không biết nói cho thiếu gia kêu bằng gì nữa, nhưng sẽ giúp ích cho thiếu gia sau này và bé sữa nữa đó thiếu gia. Tại vì còn cách này mới giúp đệ được không thiếu gia? Nếu như thiếu gia làm nhanh được, sẽ giúp đệ và bá tánh nữa các thiếu gia. Tại vì hương khói thắp nhang cho ông bà tổ tiên còn quý hơn là kho báu nữa thiếu gia. Nguyên lý giải bàn thì chị nghiên cứu thật ra đệ không nói được nhiều cả. Nhưng đệ nói này, dạ, đệ tin rằng bá tánh sẽ hiểu. Nén hương bay khắp nhà khu, để cần hương khói đi qua cúng chùa. Tại vì lạc lối đường đi, để còn vướng bận với hoa sương mù. Để cầu bá tánh chúng sanh cùng nhau khấn nguyện cho sông kiếp này. Ngày cầm bá tánh từ bi, cùng nhau thức dậy nơi xây kiếp này. Xe nhang khắp khói từ bi. Dạ em cảm ơn anh. Thật sự mà nói nghe anh không biết sao em nói với anh được. Anh ơi, anh đừng có buồn. Những người mà ta chửi mắng anh như anh. Không sao đâu thiếu gia à, họ chửi mắng gì thì thiếu gia hãy hiểu thật đi, không sao đâu. Dạ. Nhưng cách quan trọng bây giờ chỉ còn cách đó mới thực đề được thôi. Mong rằng bá tánh và thiếu gia sẽ giúp đệ lần này nha. Tại vì đệ không biết nói sao bây giờ. Bây giờ đệ phải trả hết tay. Đệ chắc là phải đi rồi thiếu gia. Đệ bây giờ phải tiếp lão tổ mới được. Bây giờ sắp mưa rồi, thiếu gia hãy về đi nha.
nào cần anh sẽ đến gặp thiếu gia. Để đi đây chào thiếu gia. Dạ, ngày mai em sẽ gặp anh.